Thôi chứ nó đâu có ngờ, mà các nước nó đồng minh nó đánh lại Trung Quốc, thành thử ra rõ ràng này. Đây là lời tiên tri của Đức Khổng Thánh, ngài nói chừng qua nó rụng nước tràn năm châu là qua là Trung Hoa đó, có nghĩa là Trung Quốc đó. Đây là các ngài tiên tri trước đó, chừng qua nó rụng là nước tràn năm châu, mà Đức Thầy cho biết là qua liền năm nước chặt đường đó, qua lộ dân giáo báo tràn thành sông. Trầm về vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương gồng lộn ê hề thay phơ đó. Thì lời của Đức Thầy tiên tri nói như vậy đó, thì mình cũng đọc y lại cái đoạn văn của Đức Thầy, nhưng mà cái sự hiểu biết của mỗi tín đồ nó có cái khác, là khác khác là sao, thì theo trình độ của tín đồ. Như tín đồ nào mà tâm sáng suốt thì hiểu sâu, mà Đức Thầy nói đạo đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, còn cái tâm mình cạn kiệt thì mình hiểu chút ít, cũng như mình đây cũng hiểu chút ít, nhưng mà lời Đức Thầy nói thưa với bà con là không sai, bà con phải gắng cố gắng lo tu hành, chứ lời Đức Phật Đức Thầy nói là 100% là không sai. Mà tại tại vì Đức Thầy chúng ta nói như thế này nè, bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin, tới chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể xả hương khắp chốn. Vậy tôi mong bà con gán tin tưởng lời Thầy và ráng lo tu hành. Lời Đức Phật, Đức Thầy nói là y ran. Mà chúng sanh, chúng anh em chúng ta đều hiểu một phần nào thôi, chứ không có thể hiểu hết được lời Đức Phật, Đức Thầy nói y ran. Bà con anh em ráng lo tu hành. Mà Đức Thầy nói là thiên cơ thế giới đà biến chuyển, từ rày chằng hạ lợi danh choi, hay là khổ dữ thảm ngày nay có mấy mà sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Là Đức Thầy mở đạo nói tới giờ là 80 mấy năm trôi qua rồi, là đâu có còn gần như lúc Đức Thầy mới nói đâu bà con. 80 mấy năm trôi qua là những cái chuyện gì là Đức Thầy tiên tri nói ra là hoàn toàn đã xảy ra hết. Đó, còn nhiều những cái chuyện huyền bí, nhiều những cái chuyện đó là có thể là Đức Thầy nó bị những câu huyền bí ráng tầm cho ra, thành ra bà con phải ráng tu tu. Như Đức Thầy nói là đời cùng là gì? Cuộc đời sắp hết, mà hết là hết làm sao? Đức Thầy nó hạ nguyên nay đã hết đời, phong ba biến chuyển, đổi dời gia can, phải không? Thì cuộc đời này sắp sắp hết cuộc đời. Thành ra bà con nên cố gắng tu hành. Để mà Đức Thầy chúng ta nói như thế này là mình rập cái giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy là một con đường thẳng và một con đường sáng minh quang sáng, cũng như chúng sanh đang ở trong cái đêm tăm tối mà Đức Thầy ta dùng cái dấu pháp là cũng như là cái ngọn đuốc sáng. Đức Thầy mới nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện đốt sáng lên để tìm con lành giác lợi Phật đường. À, thì chúng ta phải gán tầm theo cái đuốc sáng của Đức Thầy Đức Phật và phải ráng tức tốc lo tu hành, đừng giải đãi. Vì Đức Thầy nói là Đức Phật nói là diêm vương chú định canh ba tử thì khó chần chờ đến canh năm. Cái sự sống và cái kiếp sống con người mình đó, bà con tập quán đừng có nghĩ là cái thói quen, mà Đức Phật họ còn chủ thế đó. Ông nói tôi nói cho các ông nên nhớ kỹ, cái đứa trẻ thơ sinh khi nó chưa lọt ra khỏi lòng mẹ nó đã đi rồi, khi cái số thọ mạng nó mang cái nghiệp tới đó. Còn khi nó đọt lọt ra khỏi lòng mẹ rồi nó đi dần đến đáy mộ. Các ông đừng nghĩ là ta giàu, ta có, ta sang, ta trọng, ta còn trẻ, còn thơ. Các ông nghĩ như vậy mà các ông lâu thôi không tu là kiếp sống các ông nó phí. Mà Đức Thầy chúng ta nói là lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cợp xà, một bước leo bờ mà thoát khổ. Nam nhân chi chí hỡi đâu là, ông biểu mình phải ráng chì chí để ráng lo tu hành, chứ đừng nói tôi còn trẻ vợ còn thơ nhà cao cửa rộng, nhưng mà kiếp sống mình nó rất ngắn ngủi. Rồi có ông đó đệ tử của Đức Phật, lúc Đức Phật đắc đạo rồi ông đi trụ thế 49 năm để thuyết pháp, thì đệ tử này nó bạch Đức Thế Tôn: con nào giờ con không biết tu, con chỉ biết danh lợi tình mê mang theo vật dục không,
Mà bây giờ con cũng có duyên với Đức Thế Tôn, con đã biết tu là nhờ Đức Thế Tôn nói pháp cho con nghe. Con quá mộ đạo. Mà Đức Thế Tôn có thể nhìn cho con biết coi cuộc đời con thọ mạng chừng bao lâu, ngắn hay dài con chết, đã con gắng tu cho riết. Cho riết, thấy không? Cái Đức Phật nói, ông sống lên đây là ông có mang cái nghiệp rồi. Nhưng mà tôi không nói lâu hay là dài. Tôi nói ngắn là có cho ông nghe dễ hiểu chút. Cuộc sống ông có tắc hơi à. Chứ không có nói xa ha, gần già hay là trẻ. Mà Đức Thầy chúng ta hơi hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt. Cuộc đời mình thấy mạnh vậy đó, nhưng mà thở ra mà chẳng hít vào. Vợ con nhà cửa của ta đâu rồi, các ông đừng sống theo cái tập quán, cái thói quen. Ngày càng ngày giờ qua giờ là cái cơ thể của các ông cũng như cái máy đó, nó càng ngày nó càng mòn càng đi xuống. Nhưng cặp mắt phàm phu của các ông đâu có nhận được đâu. Mà các ông chỉ mê say theo vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh rây nên nghiệp quả, các ông không thấy được. Còn ta là một người giác ngộ, ta đã thấy được. Các ông nên cố gắng nghe và ráng tu hành, để khi bệnh, khi hoạn, khi nghiệp đến, các ông không còn ăn năn kịp. Dạ. Không còn năn kịp. Dạ, ông Tám ơi. Dạ, ông Tám, Đức Thầy mình cho biết là trung ương gồng rộng, ê hài thi phơi là như thế nào ông Tám? À, Đức Thầy có nói hai bạch. Đức Thầy nói gì thế này nè, là trong cái nguyện gì, nay rằng đến Long. Long là rộng gì? Huy là gì? À, Huy là ngựa. À, Dĩ là gì? Dĩ là ngựa. Huy là phi. Dĩ là ngựa. Còn đó, hình Đức Thầy nói nay gần đến Long Huy Xà Dĩ. Xà là gắn đó, Dĩ là ngựa đó. Cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Rồi có câu Đức Phật ông nói là năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thôi thôi. Đó trạng trình truyền sắm mấy lời, ngày nay dân chúng vậy thì ráng nghe. Đó. Rồi Đức Thầy nói như thế này nè, con rồng mới nửa rút nanh. Nửa rút nanh là gì bà con? Nửa rút nanh là tất nhiên cái nửa năm rồng, phải không? Đó, rồi ông trở là ông nói nè, trung ương gồng lộn ê hề thay phơi là cũng nửa năm rồng, phải không? Đó. Thì theo cái sự hiểu biết của mình ngắn ngủi nó là như vậy. Còn những bậc cao minh cao đồ hiểu sâu thì mình không biết nữa. Còn theo cái sự hiểu biết của mình là chung tiếng là chính giữa. À, con rồng nửa rút nanh cũng là cái nửa. Mà mình bình luận lời Đức Phật nói là không sai. Mà con ráng lo tu hành. Để nếu mà lo thôi là không còn kịp. Cuộc đời này hạ quân nay đã hết đời, cũng như là cái chiến đò chót. À, cuộc đời như chiến đò chiều, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Nếu cái chiến đò chiều này mình không ráng tức tốc lo tu hành thì không còn chiến đò nào nữa. Bởi vì Đức Phật nói trong cái bài cảm tác đó là muôn năm mới có một thời, tới kỳ hiệp hội Phật trời định phân, chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đức Thầy xa vắn đây là một cơn thử thách, coi tín đồ mình có ai siêu, ai ngã, ai bền. Mà Đức Thầy ra đi là Đức Thầy nói đó, là chịu cay đắng tu hành mới giỏi, hay là dầu mắc phải mưa đơn gió kép, ta tu dầu có cùi gió kép, dầu có lạnh chết cũng chẳng gì thế mà chán nản. Chứ con đường xa mới rõ tài, con ngựa ký tín đồ mình như bây giờ đây á, thì Đức Thầy nói từ đây, bắt đầu cha nọ là con từ đây nhơn giặc mòn hao lần lần. Cái người không kiên trinh theo cái tôn giáo Phật giáo hòa hảo mình thì dễ bị tiền bạc, dễ bị danh lợi tình. Rồi bắt đầu nó làm cho mình đánh mất cái chân tâm Phật của mình. Thành ra tới chừng thầy trở lợi rồi mình không có đầy đủ nghĩa nhân làm sao về với Phật được. Mà Đức Thầy nó chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Đức Thầy xa vắng này để thử thách tín đồ, con ra đi tín đồ có làm tròn vẹn không? Đó. Chừng nào thầy lại gia chung, gia là nhà, chung là chính giữa tu đình, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Quý bà con muốn mong gặp thầy Phật trở lại thì bà con nên cố gắng tu hành, đừng vì danh lợi tình đánh mất chân tâm.
Bà con thấy biết bao người hầu vô thủy tới bây giờ, từ quan tới vua tới dân giàu có còn lại những gì? Trăm khéo trăm khôn, ngàn giả dại, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không. Suốt đời lo lắng rầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay vẫn phủi không. Cha mẹ vợ con lâu rồi chết, rồi mình đâu có ở được bà con. Rồi mình cũng sẽ ra đi trước sau. Mà Đức Thầy chúng ta đã đời đặt hết cơn bệnh người này rồi, hết người này tới người nọ, hết người nọ tới người kia, khắp trong nhân loại không thiếu sót một ai. Mà chính ta là một người đứng trong vòng của định lực vô thường. Muốn khỏi cái định lực vô thường này, ta phải tức tốc lo tu hành, mới không còn ở cái thế giới vô thường này. Cũng như Đức Thầy nói, vô thường quỷ dắt ai bên đằng nào, không có ai bên mình nổi. Dầu thương vợ, thương con, thương của cải, không ai bên mình. Mà quan trọng bà con gán giữ sáu chữ Di Đà và hành y theo cái khuôn khổ của Đức Thầy dạy. Mà Đức Thầy chúng ta nói, từ rài hai ốm mai đau, không có thuốc nào hay bằng cái thuốc nhất tâm niệm Phật. Ráng tu đem được Phật vào trong tâm thì sẽ thoát những nỗi khổ niềm đau. Còn mình thuốc hay mà ngạt con cái mình không niệm Phật cũng không hay. Mà Đức Thầy ông nói, từ rài hai ốm mai đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm mình niệm Phật. Mà thí dụ mình còn đau ốm bệnh hoạn, nhiều khi bà con không hiểu tại sao tôi sợ nghèo, sợ khổ, sợ bệnh hoạn, tôi tránh vẫn đau hoài. Là bà con biết sao không? Mình đã trả cái nghiệp, hầu nhiều tiền kiếp mình đã ra tạo, dứt nghiệp mình mới về được. Mà mình trốn chạy đi đâu, mình đâu mang nghiệp hình đâu, mình phải trả quả dữ, trả rồi nhân hiện đến. Đó là hết cơn bỉ cực tới hồi thế lai. Mình tu, việc tu hành nhồi quả được phiền mà trở lại, mình than, mình trách, rồi bắt đầu mình bỏ cuộc là tại mình suy nghĩ không có đúng lẽ. Càng khổ càng tu, càng bệnh càng tu, càng càng cay đắng chừng nào, ráng tu hung chừng nấy thì sẽ vượt qua những chướng ngại trong cuộc đời. Cũng như Đức Phật, Đức Thầy nói là cha với gái gán coi sử sách, đứng chung thần với kẻ tuyết chinh. Hay là ông nói ngày xưa những bậc thánh hiền đâu phải dễ đâu, vào than ra thở, dạ nào trách than. Bởi mình tu là mình phải chấp nhận cái cay và cái đắng, chấp nhận mọi cái vướng mắc mới thấy được cái hạnh của mình mới cao. Chứ còn nó tu mà dễ quá, nó đâu có giá trị bà con. Thành ra từ chỗ đó Đức Thầy chúng ta nói, bà con tu hành chấp nhận mất mát, chấp nhận cay đắng, chấp nhận nghèo khổ. Mà Đức Thầy nói, tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo rập điều cao quý. Hay là chữ bằng là nghèo, tiện là tệ, khuyên dân đừng có nại, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng. Quý bà con chấp nhận bỏ tất cả thì sau này sẽ có tất cả, mình sẽ thành công mỹ mãn. Đức Thầy mình cho biết Đức Thầy mình cho biết là đến năm Thân Dậu tay đầy sấm vang như thế nào không Tám? Đức Thầy nói, mình đọc về Đông Giang là đến năm Thân Dậu tay đầy sấm vang, hung đồ với lũ dọc ngang. Bình thường hung đồ vũ ngang đâu tu đâu, đến sau rơi máu khắp tràng mới tu. Thấy là lúc đó mới thấy lời Đức Phật nói trúng quá rồi. Thành ra lúc này mình tu dường như Đức Thầy nói là, con nói này, muốn tu còn đợi chiều mới, khuyên người ghen sớm thì xài lâu hơn. Thành ra mình phải gán ghen sớm, chứ mình để trễ chày là không kịp. Mà khuyên người ghen sớm thì dài lâu hơn. Thành ra bà con nên cố gắng tu hành. Chứ mình có cái thân này, nói thiệt với bà con á, chứ có thân này đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, đã lọt ra khỏi lòng mẹ khổ rồi, còn lo chén cơm manh áo, rồi nhỏ tới lớn biết bao nhiêu sự khổ. Mà Đức Thầy chúng ta nói, thấy trong bá tánh quá dài gian nan, nghèo thì bám mặt cho đất, đưa lưng cho trời mới có chén cơm manh áo. Còn nghèo thì ăn, giàu thì ăn sung mặc sướng, nhưng mà ngủ không yên. Tại sao ngủ không yên? Bị gì? Sợ gian phi trộm cướp gình mò, rồi sắm xe sắm cộ, sắm những gì quý cho con mình để đi ra đường, sợ người ta nó đón đường nó lấy của. Thành ra Đức Phật, Đức Thầy nói, ôi cả sang hèn mấy ai thông thả, sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông thả, hưởng mùi sen báo. Mà bà con tu đúng theo cái giới lực của Đức Thầy chúng ta chỉ dạy rồi đó, khổ buồn gầu lo sợ chẳng còn, thì đồng tiền trên thế gian vua chúa sánh kịp không bà con? Không còn sánh kịp. Mà ngặt chúng sanh bá quá gì quá mê, trong cái bài thu đó cuối đó,
Đức thầy nó thấy sanh chúng quá riền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, ông chuyển kiếp nhiều lần để độ chúng sanh đó. Bạch chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh rét hờn là thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thuyện niệm trong về Tây Phương. Hơn thua gì yêu cầu bà con đã tu rồi, mình chấp nhận thiệp tất cả. Chúng chặt gì ai nói nên do hư, mình cúi đầu mình thiệp mình sẽ đi qua. Còn mình mà không thiệp là mình không có giữ giới lực của thầy, là sự hành đạo mình nó rất phí, rất uổng lắm bà con ơi. Thành ra ai hơn thua, ai phải quấy mặt tình ai, bổn phận mình là một người tu hành. Đức thầy nó phận tu hành tay rác mặt lì, chịu cay đắng cho người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bằng đến lòng ta đó. Thành ra thí dụ như ai hơn thua mình nghĩ đây cái trước tôi thiếu nợ nghe, có quề nghe, là bà con không còn phiền. Còn đứa không à, mày quậy tao, mày mắng giết tao, mày nói đầu cổ tao, đó mình cự lại là thua. Đó, kiếp trước tao thiếu nợ, thôi quề nghe, là mình không còn hờn giận. Còn bà con niệm Phật nhiều để chi? Đức Phật biểu mình niệm Phật nhiều để cái tạp niệm chúng sanh nó lặng rồi, thì trí huệ phát khai, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ dẹt. Lúc đó cái ánh sáng bi quan của Đức Phật sẽ dẹt, thấy được cái chân lý rồi, mình thấy cõi đời mình nhàm chán, nó rất ngắn ngủi. Nó rất tạm bợ. Đáng sợ là trải qua gò diệt chỗ hay là sao ông Tám? Là trong cái bài Thủ Đó Cuối luôn. Đức thầy nó còn một đoạn mưa tầng nắng sở, trải qua rồi diệt dở quá hay. Thế gian sẽ bước thánh tài, bế bồng con dạy hát bài khải ca. Lúc Đức thầy mới mở đạo thì người có duyên thì nghe thì tin, còn người không duyên đó kể chi. Đức thầy nó kể chi miệng mối lưỡi lần, mặt tình thế sự kêu thần ấy ông. Mà lúc đầu thì thấy chưa có hoàn mỹ, người có duyên thì tin đó. Nhưng mà sau này thì mình nghe được cái giáo pháp của Phật rồi, thì Đức Phật, Đức Thầy bế bồng con dạy hát bài khải ca, là con người quá nhàn hạ, mà Đức Thầy nó tu cho nhàn hạ tấm thân, thấy không? Thì mình sẽ thành công. Thành ra trong bước cái đường của nhà tu phải trải qua những chông gai hiểm trở, chân chiên đủ thứ, mà bà con chúng ta là một người tu phải chấp nhận mọi sự đó. Phải chấp nhận mọi sự đau khổ mất mát đó, rồi mới có một cái thành công mỹ mãn. Cũng như Trần Minh trước đi học, không có quần bẩn, nghèo khổ, bạn bè nó che miệng nó cười, mà tới chừng sau đổ chẳng đó. Đó mình chê này tệ, bây giờ nó đổ chẳng. Còn Đức Thầy nói sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển, phải không? Mình tu hành ngon lành sao đắc đạo tiếng đồn bốn biển, thì mình là một người con của Phật, còn gì bằng. Mưa tàn là theo cái sự hiểu biết cạn của mình đó, tàn là gì mà Đức Phật nói tàn dương khởi loạn bốn phương nhộn nhàng. Tàn là gì? Là tàn thủy hoàng, phải không? Là nó có làm bá chủ các nước, nước nào anh ta cũng muốn vô làm bá chủ không? Cũng như hầu trước đó, thì lúc bác Hồ đó, hầu đó nước mình là giáp với Trung Quốc. Như thế này nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng sớm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Đó. Thành ra cuộc đời nó khổ dữ lắm luôn. Cũng như bà con thấy, như cái gì cô biết 19 vừa qua đó, mà chỉ có sớm thôn thôi mà thấy nó tiêu điều, thấy ghê luôn. Thấy chỉ có một thơm, một xóm, một phần ít thôi mà thấy khổ, còn thấy ghê. Còn khắp thế giới cửa nhà tan nát thì cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Thì còn cái gì nữa đâu bà con? Tức thầy nói gì còn cái gì? Đó. Mà ông Ba Thới ông nói sàng với sảy lúa thì ra lúa, mà đồ bợn nhơ cặn bã chẳng còn hôn nào còn lại trên sàn là thủy tinh. Mà cái kiếp đời này đó, là Đức Thầy ông nói là các chư Phật từ đây lựa tiễn, coi ai là đức hạnh hiện từ. Người nào tu cho ngon lành, giới lực cho nghiêm minh, theo
nhưng mà đúng theo cái tôn chỉ của thầy mới còn thôi. Còn người nào mà theo không đúng cái tôn chỉ của thầy đó thì không còn. Cái màn này là màn lọc lừa. Lọc lừa mới hiểu đặng vàng thao. Cũng như đất mà muốn sàng kiếm ra vàng thì phải sàng dữ dội luôn, coi không nào còn. Nếu mà vàng thì còn, còn không vàng là tiêu. Hay là tu hành trì trí mới là liễu mai. Nếu mình tu theo nước lớn gồng bèn thả trôi là không có đạt. Hầu phát tâm tu tới một ngày dĩ dãng trong cuộc đời mình trước sau như một. Dầu dạng vật cuộc đời thay đổi, tấm lòng mình nhất quyết là không có thay đổi. Mà Đức Thầy chúng ta nói, nếu nhất tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra coi xác. Còn mình không nhất tâm mình lường khường lỡ khở đó ha, thì nó công trình mình hành đạo phí lắm bà con ơi. Mang tiếng tu chứ không đi tới đâu rồi. Chưa có đứng tới cửa hàng rào, thấy không? Còn bà con nhất tâm rồi bỏ tất cả rồi, mình sẽ có tất cả, mình sẽ vô trong nội thành luôn. Mình sẽ làm một đệ tử trung thành với Phật thì không có cái gì ngon bằng đó. Còn mình giữ cuối cùng giữ được đâu? Không bao giờ giữ được. Rồi sẽ mất. Mà khi mình giữ mất đi mình sẽ đau khổ. Mà từ cái chỗ đau khổ này mới đào thai lại cõi tiền trần liếng tiếc. Mà tại sao? Đức Phật nói còn cũng tưởng nào, mất cũng tưởng nào, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thất tình lục dục, phí biết bao nhiêu tâm cơ trí não phụng sự vào những sự ấy. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn không thoát khỏi dòng sinh tử là gì? Bởi Đức Thầy chúng ta biểu mình phải bỏ trước. Còn mình không bỏ trước là giờ đó mình bị cái lưới mê nó chói. Thành ra Đức Thầy nói biển hồng trần sớm rọi cho xong. Nếu mà sớm không rọi là tối mình không có làm kịp. Thành ra Đức Phật biểu mình phải bỏ cho trước. Cũng như đứa trẻ ôm vú mẹ nó bú rồi khi xô ra nó khóc nức nở. Còn mình đang danh lợi tình yêu thương con cái nhào bỏ ra đi cái cảnh nào bằng cái cảnh ly biệt bà con. Mà Đức Phật, Đức Thầy chúng ta biểu mình phải bỏ trước và xa lánh trước. Chứ đừng để bỏ sau không còn kịp. Bỏ sau không còn kịp mà bị lưới mê nó chói mình. Thành ra một cuộc đời là giả tạm. Không gì tồn tại hết. Biết bao nhiêu người giàu có trước mắt mình rồi có còn đâu. Bởi vì Đức Phật ông nói là vinh hoa như thể bọt bèo, như bọt nước trôi sông, như bèo chảy dưới sông. Vinh hoa như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xinh, phải không? Đó, mình hiền lương mà mình biết tu hành là đẹp dữ lắm đó bà con, không có cái gì bằng. Hay là đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. À, giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Đó. Thành ra nó rất ngắn ngủi, cũng như bà con thấy trên vô tiếng TV đó, thấy nước ngoài đất động rồi sụp đất rồi mưa đá rồi tùm lum, bà con thấy cảnh khổ thấy ghê không? Mà Đức Thầy chúng ta nói cảnh thảm dưới khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam bang, cảnh khổ cũng kề bên tai, thấy không? Thành ra cũng như cái máy bơm nước ngay chân cái miếng đất cái đầu cho ống rồi bắt đầu trước rồi từ từ nó lan ra chỗ nào cũng có hết, chứ không có từ chỗ nào. À, vậy là mình thấy người ta là mình phải lo cho mình. Mình phải gắng lo cho mình. Mình nên thương mình, Đức Thầy nói là có thân phải giữ lấy thân, chứ mình đừng có giữ thân vợ, thân con, thân ai mất công. Phải gắng lo làm ăn và ráng lo tu thân. Tu thân thiện tính phải chuyên cần, thấy không? Và lòng dặn lòng lục tự mửa đường sai. Nếu giữ sáu chữ Di Đà được mới qua được bể khổ. Còn không giữ sáu Di Đà là không có qua được bể khổ. Di Đà lục tự rắn ghi niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Xin đừng xài phí xa quá ăn cần ở kiệm. Đặng mà lo tu. Mình ăn cần ở kiệm để mà đầu dư mình để bố thí giúp đời. Chứ mình ăn tiêu xài quá phí không có lợi chi. Mình ăn xài đúng với cái việc cần ăn khát uống. Và để dành số tiền để giúp cho những người đau, ốm, nghèo, khổ, bệnh hoạn. Trên xã hội này biết bao nhiêu người nghèo khổ mà nhờ ba tánh vạn dân có cái tình thương khắp cả chúng sanh. Mà chúng sanh khổ mình đâu có thể yên vui trong cái hoàn cảnh mình được. Thành ra mình phải giúp ích cho đời. Còn nếu mình tu á, mà tối ngày mình chỉ biết bảo thủ cho gia đình vợ con mình, nhưng mà ở xã hội mình vô tư là Đức Thầy chúng ta nó tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi chồng lưng.
Đức Thầy nói rõ ràng, nếu mình tu mà ích kỷ mà không biết bố thí, không giúp ích cho đời, thì nó Đức Thầy nó tu hành mà dị kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân. Hay là hãy bố thí vật dẹp lòng ích kỷ, phải giúp ích cho đời mới được. Dạ ông dạ. Tám ơi, à. Ông Tám. Ba thầy mới gì hả ông Tám? Đức Thầy ông nói là nữa sao á, tới chừng nào bệnh thuốc không còn trị nữa, rồi chết rồi muốn hết rồi đó, rồi Đức Thầy mới gì là chưa hết là sao? Mà Đức Phật nó gian tà hồn xác cũng tiêu. Nếu mà gian tà hồn xác cũng tiêu, cái người nào mà tu hành đúng theo cái giới lực thì Đức Thầy nó làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Như Đức Thầy chúng ta nó là còn ẵn nhẵn đợi thời chưa đến. Cái thời chưa đến thì chúng ta không thấy. Mà Đức Thầy nói là ngày 18 tháng 5 năm kỷ mão gì thời cơ đó đến, Đức Thầy mới quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Mà Đức Thầy chúng ta nói trong cái bài Từ Giả Bổn Đạo đó, ổng là ít lâu ta cũng trở về đó, Đức Thầy trở về đó. Huyên trong bổn đạo chớ hề lãng sao, chì lòng chớ có núng nao, từ đây nhơn giặc mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ăn cằn, bổn đạo xa rằng nghĩ cạn mới hay. Đó Đức Thầy sẽ về. Mà ít Đức Thầy nó ít lâu ta cũng trở về. Thì bà con gán tu hành tinh tấn, sau này sẽ gặp Thầy. Cũng như Đức Thầy nói là muốn thấy người xưa phải dạng mài, hay là theo dõi rót người xưa mới kịp. Ngày nay đà rập dịp tu hành, niệm Di Đà phải niệm cho rành. Niệm cho rành là niệm sao? Có cái cô đó, cổ Đức Thầy ở Cần Thơ đó, rồi có cô này của nó để lên thăm Thầy. Để cô này nó chị lên thăm Thầy, tôi nhờ chị hỏi Đức Thầy hai câu. Nhờ chị hỏi Đức Thầy coi niệm Phật cho rành là phải niệm sao? Chị về chị cho tôi biết. Cái cô đó lên tới viếng Thầy rồi đàng hoàng tới lây quay cái cổ về cổ quên. Cái Đức Thầy nó lúc cô đi lên đây có ai gửi lời gì, gửi vốn gì? Cái bảo mới chừng hồi có người, có chị đó chị hỏi Thầy nói niệm Phật cho gành phải niệm sao, nhờ Thầy chỉ dạy cho con biết, đâu con về nói với chị đó. Cái Đức Thầy nó nếu niệm Phật cho gành là phải làm hết các việc từ thiện ít nhiều, chứ mình không có lòng từ thiện là không có gành đó. Thành ra mình phải gán tu hành và giúp ích cho đời, vì thể hiện lòng từ bi cái hạnh của Phật thương tất cả chúng sanh. Thì Phật từ thiện cách nào ta từ thiện đó cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo hay dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Ông Tám ơi, ông Tám có câu chuyện nhân quả nào ông Tám kể cho nữa, nghĩ Tám ơi nắng quá. Trăm cái nghe nói mà không bằng mình thấy cái thực tế trước mắt. Mình không có nói tên hài tên thì tao nghe tao phiền. Đó chứ cũng có nhiều cái câu chuyện nhân quả là mình thấy cái nhân quả rõ ràng, chứ không phải một hai chuyện mà mình kết thúc được. Nhiều cái câu chuyện nhân quả dữ lắm mà Iran luôn. Bởi vì Đức Thầy nó trồng bông kiển giống chi hướng nấy mà. Phải nhớ rằng lực nhân quả rất cao bằng, lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy cho nên làm việc thẳng ngay, nếu bền chí có ngày thông thả. Cái ông này, hầu ổng năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi, mà lúc ổng còn nhỏ hồi xưa đó, thì coi như mằng heo là xách dao lại đâm, đâm heo đám cứ đám nói đồ này kia kia nọ, chứ mằng heo không à. Thì cái tập quán con người thói quen mà giác thì thấy đó, mê thì thấy đâu, giác đâu có thấy tội đâu. Cho uống rượu rồi cái lại xách dao đâm heo cơ mà ruột bồ lòng ra ăn nhậu, cứ vậy làm hoài mà con vợ đâu có nói được. Bởi vì Đức Phật nó ham chơi nên mới bị ghiền, tự mình chối buộc, tự mình tháo ra mà chối buộc được tháo không được. Có cái thói quen rồi vợ con nói đâu được, mà vợ con không biết tu hành nữa. Cầm dao lên ta chói heo cái đâm rồi cái mần ruột rồi ăn nhậu gà gà cái tới đám khác cũng vậy nữa. Chứ mấy người nhát nhát là đâu có làm, hành đâu mượn ông làm cái đó không, mà ông làm ông đâu có thấy tội. Cũng như người cắt cổ gà cổ vịt, mình đi ngang mình thấy mình đáng sợ mà ta đâu có sợ đâu bà con, ta trong nghề ta đâu có sợ đâu đó. Thì tới khi ông già rồi mà Đức, bởi Đức Phật nói tới ngày trả quả âm ỉ bên tai, hay là chờ mãn phước ra tay bè không, lúc cái phước mình còn thì nó che được, khi mãn phước rồi cái tới chừng ông già ông đau. Mà người ta đau bởi cái nghiệp chúng sanh đâu có đồng. Người ta đau thì bệnh này bệnh kia, còn ổng đau mỗi lần ổng ngồi học ọc 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 ra cũng như con heo bị đâm rồi, nó ọc 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 chào máu ra nó học 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 rồi đó.
mà cứ đau cứ làm gì không, cứ đau cái bắt đầu nó nghẹn ọc nước cục hoài luôn. Rồi cái bà vợ bà nó ba bay lúc còn xanh tiền lúc còn trẻ đó, ông đâm heo quá xá, bởi vì cái quả của ông, cái nghiệp bây giờ tới ngày trả quả nó trả ông đó, nó ọc không. Mà con cái ai cũng đều công nhận ba mình trước, ông còn đương thời ông không sợ tội, bây giờ tới cái nghiệp nó đòi mạng rồi, ông đau cái ông ọc ói khơi ông nước cục ly xì kéo, cũng như con heo mà đâm nó ọc máu ra vậy. Đó là cái nhân quả mình thấy rõ ràng là không sai luôn. Còn cũng như cái ông này, để tôi nói cái nhân quả nữa, rõ ràng mắt thấy tai nghe luôn mà không nói tên, để cho bà con nghe, để mà rất đáng sợ cái nhân quả. Mà Đức Phật nó, Đức Thầy nó lưới trời tư thưa lòng lộng, nhưng một mẻ lông không thoát lọt. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, nếu bền chí có ngày thông thả. Cái ông này ông có hai đứa con thôi, mà cha mẹ thì sanh ra đứa con, đứa nào hiếu thuận đứa hòa, đứa nào nghinh ngang cha mẹ biết. Nhưng mà ông Thánh nói sanh ngu vô sanh giác, sanh tử bất sanh tâm. Mình sanh thể xác nhưng đâu sanh tâm được. Thì đáng lẽ là ở với cha Úc, mà không ở với cha Úc. Ông cha Úc cũng khó khăn lắm. Thấy gì ông mới qua ở ông trai thứ ba. Ở ông trai thứ ba ông dễ hơn, ông hiếu thuận hơn. Mà lâu lâu cái ông lội qua bên cha Úc, hôm nay cái ông cha Úc, ông thấy ông già qua ông bực bội. Ông thấy ông già qua ông bực bội. Cái ông già thì thương con, thương cháu để mà qua thăm. Nhưng mà qua cái nó bực bội, nó gầy con gầy vợ nó, ý nó muốn không cho mình qua. Cái từ cho đó sau này cái ông già ông qua đời. Ông già ông qua đời, cái ông đẻ lại 3-4 thằng trai. Rồi cái lúc ổng trở lại ông già rồi bởi tao nói thân già là cảnh điêu tàn, cây già, cây cõi người già người si. Đâu có làm ra tiền được. Thành ra nó nói thôi bây giờ ba với má già rồi, con cái lao nhau làm cho ba má bực. Thôi che cho cái mái cặp mé lộ ba má ra ngoài ở cho yên, chứ có con cái làm ba má bực cho khéo. Thì thấy ông già bà già nào nhà biết. Đó là cái nhân quả y gan luôn. Bởi phụ cha phản chúa lỗi niềm to con, rồi con nó trả lại y gan luôn, không khác luôn. Đó là mình thấy luôn. Tới chừng sau rồi bắt đầu sanh con ra, rồi bắt đầu nó bỏ ông già ra ngoài. Tại trước mình phụ bạc với ông già mình, che cái máy ở ngoài cho hai chồng nằm ở ngoài đó. Đó, ông coi ông già ông thương. Bởi Đức Phật ông nói mẹ cha là kẻ trọng ăn dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Thấy không? Mà ngạt con cái, mình không có hiếu hạnh với cha mẹ mình rồi bắt đầu con nó trả lại y gan luôn. Là hai vợ chồng nằm cặp với mé đường lộ che cái mái rồi ở. Nó thôi ba má già con cháu ồn ào. Đó là cái nhân quả rõ ràng, chính mắt mình thấy rõ ràng. Nên đáng sợ cái nhân quả. Ôi chứ nó đâu có ngờ. Mà các nước nó đồng minh nó đánh lại Trung Quốc. Thành thử ra rõ ràng này. Đây là lời tiên tri của Đức Khổng Thánh, ngài nói chừng qua nó rụng nước tràn năm châu là qua là Trung Hoa đó, có nghĩa là Trung Quốc đó. Đây là các ngài tiên tri trước đó, chừng qua nó rụng là nước tràn năm châu, mà Đức Thầy cho biết là qua liền năm nước chặt đường đó, qua lộ dân giáo báo tràn thành sông. Vì vậy mà hôm nay thành thử có đệ tam thế chiến này nó bùng lên rồi, mà bây giờ mình mà còn không thấy được cái gì hết thì thử hỏi làm sao còn mình còn con đường nào để mình sống sót để nói đời được đâu. Mà cái người sống được nói đời đâu, là phải nói là từ hồi đó giờ trong đời mình chưa từng thấy, để có nghĩa là những cái đồ quý báu của trời Phật đã định cho đất nước Việt Nam. Ví dụ là một đền vàng nè, rồi lưu ly sa cừ pha lê, mà thấy chừng núi cấm nó nổ rồi thì nó lộ ra. Mà bây giờ mình không còn làm sao mình thấy được những cái đồ quý báu ngọc ngà mà cơ trời đã định cho đất nước Việt Nam. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước chiến này nha, mình không hiền cũng phải làm hiền, tại vì làm hiền mới được sống. Mà mình không làm hiền thì đâu có đường nào để mình sống, để mình nói đời hoặc giữ được cái hội Long Hoa đó. Thầy đã khẳng định là Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Đây là cơ trời đã định rõ ràng, hoặc là cứu lương hiền chấm cứu người hung kẻ gian ác đến sao tiêu diệt như vậy. Thì xin thưa với cô bác nha, chiến này không hiền cũng phải làm hiền nữa cô bác ơi.
vì đò chiều chiến chót rồi, nó đâu có còn nữa. Đấy, rồi bây giờ mình không lo rồi thì ngồi tới như hết đò rồi làm sao rồi mình đi, có nghĩa là hết đò là có nghĩa là sự thôi, chứ còn cái lý là coi như các ngài Phật lâm phàm để tận độ mình, dục thúc mình tu thiền. Hỏi thầy mới khẳng định là đời cùng rồi tu gấp mới kịp thị. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, đời cùng tu gấp là tu lẹ lẹ đi, mà giờ này mình hẳn hờ nữa thì xin thưa với cô bác huynh đệ nha, chuyến này không còn đâu, 10 phần hết 7, còn 3 hết 2 nữa, còn có 1 à. Ở đây là tôi hoàn nhắc lại những cái cơ pháp của các ngài thôi, để cho là mà chia sẻ với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, để mà mình lo thức tỉnh hoài đầu hướng thiện mình tu mới còn, chứ còn bằng không là không thể nào còn được. Vì vậy tôi hoàn mới xin chia sẻ với giả lại, coi như chỉ còn một chút đây thôi, còn một chút xíu đây thôi là nó kịp giờ, còn bằng không thì coi như là không còn kịp nữa. Là vì sao? Thầy đã khẳng định đến chừng sấm nổ gian thinh e bá thánh ăn năn đã muộn, tới chừng đó rồi mình ăn củ sắn cũng không kịp nữa. Nhưng mà cái núi cấm bây giờ xin thưa với cô bác huynh đệ à, coi nghĩa là một ngày gần đây thôi là nó phải nổ, chứ nó không còn xa nữa. Là vì sao? Vì thầy khai sáng đạo năm 39 mà thầy hé lộ rồi, lâu đài núi cấm lộ nay mai, mà năm 39 mà thầy đã khẳng định vậy rồi đó. Rồi bây giờ 2023 xin thưa với cô bác còn chỗ nào để mình chần chờ nữa không? Đây là mình nói về cái đồ quý báu ở trong đất nước Việt Nam là 7 cái núi linh, 7 cái núi mà màu nhiệm này, 7 cái núi báu này thôi. Chứ còn chiến tranh mà nó bùng lên rồi một cái xin thưa để mà nói nha, bước qua cái thành trị này đó, bước qua cái thành này vừa Trung Đông mà Biển Đông luôn đó. Tại vì cái cơ trời đó định rồi, Trung Quốc chưa gì hết rồi. Mà có nghĩa là coi như là mình còn nằm trong cái vòng năm bẹo thôi mà nó còn hăm. Ở Trung Đông nó chưa có xong, mà Biển Đông bây giờ đó là Trung Quốc đã hăm he nó đánh rồi đó. Hoặc là nó giành giật, là nó vẽ cái đường lưới bò, nó cấm các nước qua, đi ngang qua là phải là coi như trình báo nó. Thì thử hỏi như vậy đó, đây là cái đường quốc tế, là cái đường chung của các nước sau này. Xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, có nghĩa là ở ngoài Trung Đông mà nó đánh coi như là tới chừng nào mà coi như ở ngoài là coi như là điêu tàn điêu linh nghiêng ngửa ở ngoài rồi, thì Biển Đông nó xuất hiện. Mà cái Biển Đông này mà nó bùng lên một cái rồi á, thì Đức Thầy khẳng định là ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Tại vì ngoài Biển Đông nó đánh với nhau bằng nguyên tử hạt nhân với tên lửa không, mà thầy nói là ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Hay là hoặc là cái mẫu là cái mệnh đề mà Đức Thầy cho biết là cái Biển Đông là chim đua bay cá lại tranh mồi đó, rồi mới tới là ngọn thủy triều nô nức sục sôi bầu trái đất một phen luân chuyển. Tại vì Biển Đông nó bùng lên là nguyên tử hạt nhân không. Mà bây giờ chim đua bay là gì, là Đức Thầy cho biết là chim đua bay là máy bay, rồi cá lại tranh mồi. Cá là có nghĩa là tàu lặn đó. Có nghĩa là đầu tiên hết cái câu đầu thầy nói ngọn nước biển lô nhô lặn hợp. Ngọn nước biển lô nhô lặn hợp là tại sao cái ngọn nước biển lô nhô mà lặn hợp? Lặn hợp là tàu lặn nó nổi lên, nó hợp xuống. Anh thử ra từ chỗ này là chim đua bay cá lại tranh mồi đó, cá là tàu chiến đó. Tàu chiến bây giờ đó, coi như là nước nào nó cũng có ngoài Biển Đông hết. Mà nó bùng lên chiếc này mà nó quýnh chừng nào mà không còn chiếc tàu nào ở trên mặt biển nữa mà nó chìm hết rồi đó, thì lúc đó là xin thưa với cô bác huynh đệ nghe, là tới cái vùng thất sơn màu nhiệm. Mà tới cái vùng thất sơn màu nhiệm rồi là Đức Thầy cho biết là cái tiếng ba tiếng sấm đó, ba tiếng sấm nổ đó. Vì vậy mà hôm nay Đức Thầy đã khẳng định rõ ràng rồi mà, là sấm giang thì lộ bản vàng, chư du thế giới khắp tràn tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi cũng ham của báo, mà ly kỳ máu rơi thành tử ra vừa Biển Đông xong rồi là nó vô dùng thất sơn màu nhiệm, là thứ ba tiếng sấm nổ là cái tiếng sấm thứ nhất ở đây. Là tư hoàng chỉ xin nhắc lại lời tiên tri của các ngài thôi, là sấm nổ thứ nhất là núi Sam. Nguyên nhân nào gọi là núi Sam nổ đầu tiên là vì cái núi Sam sao mất rồi thất sơn với điện đài, thành thử mất cái núi Sam trước.
mà mất cái núi Sam rồi. Đây là cái tiếng trống lệnh của ông Năm Chèo, ông thị hiện nè. Mà tới chừng ông Năm Chèo mà ông thị hiện lên rồi có chết còn khủng khiếp nữa, bự tám nước còn bó tay với ổng. Tại vì ông Năm Chèo ổng cũng có cái sứ mạng, ổng cũng lãnh cái lệnh trời đó chứ không phải nói thường. Vì chỗ đó mà ổng nghe cái tiếng trống lệnh đầu tiên nổ rồi một cái là ổng lắc ngang thôi, là ông ba cho biết là Cù Lao Xịt Trước làm đầu Mã Long ứng ngữ ra chầu Quan Thiên, có nghĩa là ông Năm Chèo đó, Mã Long là ông Năm Chèo. Tới trường đó nè, ông thị hiện lên là đức thầy mới nói ông không tới, ở tới đâu là ông phun lửa cháy tiêu diệt tới đó hết, mười tám nước còn bó tay với ông. Chứ không phải nói đơn giản gì, đức thầy cho biết là lúc đó là nhìn lần trời lửa cháy liên miên đó, rồi tiêu điều sản vật điền viên. Sản vật là vật dụng trong nhà, điền là đồng viên là giường, cháy không còn, thần thông biến hóa với miền Trung ương. Thành thử chuyến này xin thưa với cô bác, mà tới cái giờ vô bảy núi rồi, cái Thất Sơn Màu Nhiệm Ba mà núi núi mà nó nổ lên rồi nha, thứ nhất thứ nhì thứ ba, xin thưa với cô bác là coi chừng tới chừng đó là hết tu, không còn gì nữa để tu mà để thức tỉnh. Vì thầy đã khẳng định đến chừng mà núi sấm nổ giang thinh e bá tánh năng năng đã muộn. Giang thinh là tiếng thứ nhất thứ nhì thứ ba, và đã muộn là có nghĩa mình tu không kịp nữa. Nó tới chừng nào mà có trận đồ là tới cái bảy núi Thất Sơn Bầu Điện nữa là xin thưa với cô bác huynh đệ, tới chừng đó không còn gì nữa để nói để mà tu đi. Còn bây giờ mình còn kịp nè, có nghĩa là ở đây đầu tiên là mới Trung Đông thôi, rồi màn hai là Biển Đông. Mà Biển Đông chừng nào mà nó không còn chiếc tàu nào ở trên mặt biển nữa thì nó vô liền, nó qua, đức thầy nó qua liền năm nước chặt đường. Rồi tới Thập Bát Quốc canh bá đồ vương, thành tử nạn tay dồn dập sớm làng còn chí, nó không còn. Vì vậy mà tôi xin thưa với cô bác huynh đệ, Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này cho cô bác huynh đệ mình đã thấy được rồi, rõ ràng là xác thực rồi, nó tới ngày giờ rồi. Mà giờ này mà mình không tu nữa thì đợi chừng sấm nổ làm sao mình tu. Nhưng mà không còn bao lâu nữa sấm đã nổ rồi, thầy đã khẳng định là rõ ràng là chừng núi Cấm Lầu Son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi, hoặc là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ thì các chư hầu bu nhau giành xé. Anh thấy tới giờ đó mình đâu còn gì nữa để nói đạo, nói tu gì nổi nữa mà tu. Lo mà chạy chết không mà sợ không biết cái thân này mà còn hơn nữa mà tu cái gì. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ, đây là mới Trung Đông thôi nha. Rồi qua cái thành thị này tới Biển Đông, nó tới liền ha. Trung Đông, Biển Đông rồi nó dậy lên một lượt luôn, có nghĩa là tối trời tối đất luôn á, bảy ngày đêm á, mặt lối trời trăng luôn. Rồi tới chừng đó mà âm dương tiệt khí á, đức thầy đã khẳng định là đến chừng đá nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hay mừng mà núi nổ rồi thì âm dương tiệt khí. Đó đức thầy mới nhấn mạnh rõ ràng là khùng tốn biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước á, bây giờ chỉ có hiền với tu thôi cô bác ơi, chứ không còn cái gì nữa để mà mình tính toán về cái sự mà sống hoặc danh lợi đua chen gì nữa đâu. Vì nó tới cái giờ, tới cái cơ tận diệt rồi, nó không còn. Để Tam Thế Chiến nó bùng nổ lên rồi, nhưng mà chẳng qua mà mới đầu tiên là ngoài Trung Đông mà mình ở trong này mình chưa có thấy gì hết đó, thành thử mình không bằng thế sự. Xin thưa với cô bác bà nói, đây là cái cơ trời đã định bằng một, bằng hai, bằng ba giảng cái tuồng hát này. Vì đức thầy cho biết là tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu rồi, phải chuyển xây trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật mà diễn cái tuồng lẽ không hát. Mà hát rồi thì màn một, màn hai, màn ba giảng tuồng. Thì bây giờ mình thấy là màn một diễn ở ngoài Trung Đông rồi đó. Rồi đây là qua năm cái thịnh tị ngọ mùi này nè, là trong cái Biển Đông này nó bùng lên cái nữa là màn hai nè. Rồi tới màn ba là có như núi nổ nữa là sông Phiên vô gây đất nước Việt Nam mình. Mà nhất là có nghĩa là ba tiếng âm thanh này nè, còn là cái dàm nao rộng thình. Tại vì Cù Lao sụp mẹ hết rồi, ông Năm Chèo ông thị hiện lên cái là Cù Lao sụp hết rồi. Hỏi ông ba cho biết là Cù Lao sụp trước làm đầu đó, Mã Long ứng ngữ ra chầu Quan Thiên. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ mình, giờ này lo tu lo hiền đi, chứ đừng có nói là có hay là không. Đây là cơ trời đã định, có nghĩa là cái đời mạt pháp này nó không còn. Thầy mới khẳng định là năm 39 Hạ Quân này đã hết đời. Thầy báo tin năm 39 rồi đó. Mà bây giờ 2023 hỏi xin thưa với cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước, giờ này mà còn hỏi có hay chưa, tới hay chưa, nó đã muộn rồi.
bây giờ niệm Phật mà coi chừng không kịp nữa. Chứ ở đó mà giờ này mà đi lo hỏi để mà có hay là không, hoặc là chừng nào tới đồ xin thưa để mà nói nghe. Tại vì mình nằm trong xin thưa với cô bác cho phép huynh đại tư hoàng nhắc lại chỗ này, chẳng qua mình tối tâm mê muội thôi, mình mới chưa thấy thôi. Chứ thật sự ra Đức Thầy đã khẳng định ai người tâm đạo biết thừa tới đâu, không biết sao được. Thầy đã bài khai về cơ pháp hết rồi, vì chỗ này mà mình không biết sao được. Thì bây giờ trước mắt rồi thấy rồi, mà Trung Đông nó quýnh rồi, quýnh là coi như là đây qua năm là ngoài Trung Đông là nó tan thành bình địa luôn rồi, nó không còn. Rồi không còn, rồi tới Biển Đông nó dậy sóng lên cái nữa. Biển Đông chiếc này mà nó bùng lên cái nữa là màn 2, rồi tới màn 3 là vô liệt, dùng thất sơn bào nhiệm là có nghĩa là núi nổ luôn đó. Là tiếng sấm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba lên, thành tử từ chỗ đó thập bát quát. Thập bát quát mới chư hầu mà giành xét. Nhưng mà giành cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Chiến này chiến mà vô rồi, cái đất nước Việt Nam là máu chảy thành sông thay nằm bằng non đó. Xin thưa với cô bác nha, đây là cái cơ pháp thầy đã bài khai rõ ràng xác thực rồi. Vì cái tâm từ bi của thầy nghe, của Phật thì quá từ bi, hai nữa là thầy thể hiện là tại đất nước Việt Nam. Rồi có nghĩa là chuyển kiếp cũng là tại đất nước Việt Nam. Vì chỗ này mà Đức Thầy đã khẳng định là cái tâm từ bi của thầy á, Đức Thầy đã khẳng định rồi, rõ ràng rồi, xác thực luôn rồi. Xin thưa với cô bác huynh đệ, Đức Thầy đã nói là thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu chúng sanh còn chốn mê tâm thì ta chẳng an vui cực lạc. Cái tâm từ bi của thầy là thương xót chúng sanh là còn là không tưởng tượng, nhất là cái người Việt Nam. Vì thầy thể hiện cái màn cái kiếp chót là người Việt Nam. Có chỗ thầy nói chí dốc một lời ta độ tận, dắt chúng lánh xa cảnh mộng sầu. Đây là cái tình thương của Phật của thầy không bờ bến. Xin thưa với cô bác huynh đệ, mình là người Việt Nam nha, phước báo vô cùng. Coi như cái màn cuối rồi là thầy đây để mà lãnh cái sứ mạng nha, rồi lãnh cái sắc lệnh để mà tận độ chúng sanh trong cái thời kỳ cùng cuối. Vì thầy đã lãnh cái bài khai cơ pháp rõ ràng rồi, có nghĩa là cái chiến tranh đệ tam thế chiến này nó bùng lên rồi, cái là chúng sanh không còn. Nói chung là các nước là không còn, mà nói gần hơn cái đất nước Việt Nam chẳng qua là vì còn cái dòng giống con rồng cháu tiên, và cộng thêm cái tâm từ bi của thầy thương xót chúng sanh không bờ vô bờ bến. Vì chỗ này mà thầy mới tận độ, thầy mà có cái sứ mạng trời á. Sau này đó, thầy tới ngày thánh đức là thầy là quân sư đó, để phân xử đó chứ không phải thường đâu. Nhưng mà bây giờ tư hoàng chia sẻ, nếu cô bác nào có cái duyên sâu với Phật pháp với thầy tổ thì ráng đem cái đức tin mình đặng tu đi. Đây là xác thực rõ ràng mà non thần gian chuyển khùng ngồi xử phân, là đây là khùng là thầy đó, cái này là thầy phân xử đó. Vì vậy mà hôm nay tư hoàng xin chia sẻ còn một chút xíu đây thôi nha, còn một chút đây thôi, có nghĩa là còn kịp đó. Vì vậy mà tư hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ đó. Bây giờ nó còn gì nữa, cái năm thịnh này nó sát bên nữa, thành thử ra mẹo đã hết rằng ba dơ dẫn, rồi khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau. Bước qua cái năm thịnh cả cái thế giới ta bà này nó đánh với nhau nghịch lẫn là nó đánh hoặc là có chỗ thầy nói con rồng mới nửa rút nên mà trong bá thánh thất thanh hải hùng, chỉ mới có nửa năm thành thôi mà trong bá thánh thất thanh hải hùng, thành thử ra đâu có còn con đường nào để mình sống nổi đâu, chỉ có con đường làm thiền, con đường tu thôi. Hay vậy. Tới lui lui hoài. Dạ, thưa sư huynh, thì chỗ khác thầy cho biết là thì bấm vô đó là có cái gì? Trung ương gồng lộn hơi hài thay phơi đó, là trung ương là ở đâu? Thay phơi là ở đâu ấy sư huynh? Có nghĩa là đây là cái cơ trời thầy đã bài khai, thầy chỉ mình, có nghĩa là trung ương gồng lộn, mà trung ương là khẳng định ở tại núi Cấm. Vì cái trung ương này hồi trước bên Trung Ấn Độ của Đức Thích Ca Mâu Ni, mà thầy cho biết báo tin về cái cơ pháp thì nó cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, luân chuyển là dời đổi,
Tại vì cái trung ương này trước ở thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi hôm nay là cơ trời đã định là cái cõi trung ương này là có nghĩa là luân chuyển dời đổi về phương Nam, là thầy chỉ thẳng về cái núi Cấm. Thành thử trung ương gồng lộn, ê hề thấy thấy trung ương gồng lộn là ý ngài muốn khẳng định là năm thịnh, gồng là thịnh, thành thử có bước qua cái thịnh này đó nghe, là thành thử ra từ cái chỗ này là nó là chiến tranh cả một cái thế giới luôn rồi. Chứ đừng có nói nữa mà nước này nước kia hay gì, nó tới chừng đó không còn, bước qua cái thành trị này là cả một cái thế giới chiến tranh. Mà chiến tranh cái này nó bùng lên là có nhiều, nó đưa hết nhiều à. Tại vì cái đệ tam thế chiến là cái mạng cuối rồi, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi đệ tam thế chiến là kết thúc chiến tranh. Thành thử có nhiều mà xin thưa với cô bác huynh đệ, nó bùng lên chiến này nghe. Tối trời tối đất cô bác ơi, không còn tưởng tượng nổi đâu. Tới chừng đó rồi con người đê mê thức tỉnh á. Tại vì cái nguyên tử hạt nhân này nó làm cho con người mình mất không khí, thậm chí có nghĩa là không còn cái hơi thở để mà mình tiêu diệt mình luôn. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ mình nha, cho bước qua bây giờ là tu còn kịp, tu nhất kiếp ngộ nhất thời nha, tu phi người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Chứ để mình không vô cái dòng tu rồi một cái xin thưa bà nói là mình thở không nổi đâu. Tại vì nguyên tử hạt nhân chiến này nó bùng lên, hồi trước nước Nhật đó chỉ có hai trái, mà cái thời kỳ đó đó mình là con là nói về cái khoa học nó chưa tiến bộ đó, mà Mỹ nó thảy hai trái đảo Okinawa Kawasaki đó mà hết nửa nước. Rồi bây giờ nó thời kỳ tiến bộ của khoa học rồi, các nước bây giờ nó chế nguyên tử là thứ dữ không à. Có một nước mà một trái, có khi một trái mà chết là mà hai ba nước không chừng. Vì vậy mà chiến này nó bùng lên rồi sao mình còn sống sót được. Đây là mới nói là cái đệ tam thế chiến, nói về chiến tranh thôi. Chứ chưa hoàng sinh chưa có chia sẻ về cái chuyện hổ lang ác thú ha, hoặc là ông năm chèo xuất hiện ha, hoặc là hoàng cầu nha, xây chuyển quả địa cầu một cái lời có nghĩa là ê hề thay phơi đó, chứ không phải nó chơi đâu. Thành thử ra chiến tranh chiến này mới có chiến tranh thôi mà nó bùng lên một cái rồi thì chết mẹ nó hết là 7-8 phần. Rồi các coi như là hổ lang ác thú muôn bày hay hoặc năm chèo xuất hiện hay là quả địa cầu xây chuyển. Thành thử chiến này thành thử đúng vào cái cơ của Đức Trạng Trình, 10 phần hết 7, còn 3 hết 2, còn có 1. Chạy đâu cho khỏi. Như đây là lực trời, lĩnh trời. Như vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ chỗ này nha, trung ương gồng lộn, ê hề thay thi. Rồi mèo kêu riết tới ai bi, đến gà về ổ dậu thì bình an, tới gà về ổ bước qua cái năm dậu mới được bình an. Vì tại sao? Dậu Phật ra đời, thế giới bình an. Vì vậy mà hôm nay thầy đã khẳng định cái năm dậu mà Phật ra đời, mà Phật dương độ chúng, thế giới bình an. Đây là xác thực rõ ràng là chỉ có ông Phật này ra đời, thế giới mới bình an. Phật thầy chẳng qua lãnh sứ mạng cứu đời thôi. Phật thầy ra đời để cứu độ chúng sanh, tái chuyển kiếp là Đức Huỳnh Giáo Chủ là thầy. Chỉ là tận độ thôi. Thành thử thế giới làm sao bình an? Bây giờ nó đang vô cái dòng đệ tam thế chiến, coi như nghĩa là ở ngoài Trung Đông nó quýnh ác liệt ở ngoài rồi, mà bình an sao được? Chỉ có ông Phật này, dậu Phật ra đời là Phật dương độ chúng, thế giới mới bình an. Là ông vua ra đời thế giới mới bình an. Còn thầy là mới, còn Phật thầy mới có là quân sư hả. Thành thử còn một chút nữa đó là mới là ông vua mới ra đời. Mà vì vậy hôm nay Tư Hoàng chia sẻ cái chỗ này, cái clip này đăng lên xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước nghe, gán tu đi. Nếu đủ duyên với Tư Hoàng là xin mong cầu cho cô bác chỉ tu chỉ hiền thôi, để mình còn sống sót được nói đời, qua đời Thánh Đức Thượng Quân 5.000 năm nữa. Mà 5.000 năm đó là chỉ một chu kỳ Thượng Quân Thượng thôi nha. Còn Thượng Quân Trung và Thượng Quân Hạ nó vì một cái chu kỳ nó tới 3 quân. Thành thử 15.000 năm. Mình qua đó rồi mình tha hồ mình sống, hoặc là tha hồ để mà ví như Tư Hoàng nó có ví dụ thôi, mình ví dụ như mình đeo danh lợi đi, rồi đây chút xíu nữa mình không lo để mà hòa đầu hướng thiện hoặc làm hiền, làm sao mình để lấy gì còn danh với lợi nữa. Mà qua đó rồi con người sống là muôn tuổi muôn thu rồi. Vì vậy mà hôm nay giờ mình không hiền cũng xin thưa với cô bác cũng hiền. Mình không tu cũng phải tu, vì có thời kỳ cùng cuối đò chiều chiến chót. Giả lại chứ là chiến tranh nó đang là đại tam thế chiến, nó đang bùng nổ lên, nó đánh cơ bài coi như là bình địa hết ở ngoài Trung Đông. Rồi đây là tới Biển Đông.
Tôi Hoàng muốn nói bao nhiêu thôi, nói về cái chiến tranh để mà đánh thức cô bác huynh đệ thôi, chứ thời kỳ này nói cơ pháp chứ không còn nói gì khác hơn nữa. Dạ, thưa sư huynh, vậy là ở vùng núi mình xuất hiện 3 tiếng sấm là thầy về luôn hả sư huynh? Đây là khẳng định rõ ràng, nếu 3 tiếng tới chừng 3 tiếng sấm rồi là thầy đã về là lần thứ hai luôn. Tại vì Đức Thầy đã khẳng định rồi là Đức Thầy ra đi là Thầy còn hẹn về 3 cái ý đề Thầy trở lại. Có chỗ Thầy nói ít lâu ta cũng trở về đó. Thầy ra đi Thầy nó khắc xác thật rõ ràng. Hoặc là có chỗ Thầy nói nay Thầy chịu lệnh về Tây tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy quá. Thầy nói ít ngày à. Đây, nhưng mà đây là cái cơ để mà đánh thức tín đồ đây, mà có nghĩa là Thầy có một ngày Thầy trở lại thôi. Hoặc là có đoạn là Thầy nói chừng nào Thầy trở lại gia chung thì trong bổn đạo bốn tùng phủ che, gia là nhà, chung là giữa, có nghĩa là thầy về tổ đình mà ngồi ngay chân cái bộ ngựa đó là lúc đó là mới thầy thiệt nha, chứ đứng ngoài lộ cũng chưa phải là thầy nữa. Nhìn bỏ gì cái phái tà đạo bây giờ nó xưng hô khoe khoang, nó giả dạng thầy, nó để mà nó chì cái chỗ mà nó bản ngã của nó, chứ sự thật hàng giả không à, hàng thiệt là thật sự luôn, là về ngay tổ đình là thầy đã rõ ràng. Nhưng mà lúc đó, đó trước khi thầy mà vắng mặt đó nghe, thầy có nói với Đức Ông và ông Út rõ ràng có một ngày là thầy vắng mặt đó, nhưng mà thầy đã khẳng định là tôi đi sao là tôi về vậy đó nghe, có nghĩa là về nguyên cái xác hình cũ á, mà thầy cho biết là tại sao nguyên nhân nào phải về nguyên cái xác cũ, thì Đức Thầy nó khẳng định đây là lời tiên tri của thầy rõ ràng nha. Bắc Nam chờ đợi cuối thành sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, như vậy thì xác cũ rõ ràng chứ không thể nào cái xác khác được à, tại vì cái xác này đó là cái xác để tận độ chúng sanh à, vì cái xác này là thầy đó, là có nghĩa là nếu nói về cái xác đó, của thầy là Đức Quỳnh Phú Sổ, mà hồn thì của Phật à, của Phật thầy chuyển kiếp. Vì vậy mà hôm nay là lãnh sứ mạng trời bày khai xác thật rồi, Đức Thầy nó đi sao về vậy. Rồi bây giờ nè, mình thiếu đức tin, mình nói là sau này ví dụ thầy bây giờ già rồi làm sao còn cái xác cũ nữa. Xin thưa bà nói nha, khi già lúc lại trẻ thơ, giả trai giả gái khắp trong thị thiền. Vì thầy là Phật có thần thông biến hóa à, muốn biến hóa cái gì cũng được hết á, chứ không phải như phàm mình mà làm không được đâu. Vì vậy hôm nay tôi Hoàng xin chia sẻ với cô bác huynh đệ chuyến này nha. Nhưng mà rõ ràng là hết thành là bước đầu tị là thầy về đó. Ừ. Bước qua cái năm tỵ thầy về, mà thầy về lần thứ nhất, thứ nhì, thứ ba lần ừ, về lần thứ nhất để mà thầy là cứu tín đồ, là vì có dịch bệnh, mà nếu thầy về rồi là nói dịch bệnh mà bùng phát trở lại, xin thưa cô bác mà nói chỉ có thầy hất nước để cứu thôi, chứ không có phát sinh phát gì mà chuyến này mà cứu nổi chân, là vì nó tái phát lên chuyến này là coi như nó gấp mấy lần virus corona. Vì vậy mà nếu Phật thầy không ra cứu thì làm sao còn sống sót được. Đây là lần thứ nhất thầy về là để độ bệnh à. Rồi lần thứ hai thầy về đó là để thầy về, tại sao thầy về mà thầy còn ra đi nữa? Vì ông Năm Chèo ông xuất hiện à, tiếng sấm nổ đầu tiên là ông Năm Chèo ông xuất hiện à, mà ông Năm Chèo xuất hiện đây là cái cơ trời, cái lệnh trời rồi, vì chỗ này mà thầy phải vắng mặt để cho mà cho tín đồ hoặc là chúng sanh trả quả. Đây là cơ trời đã định rồi, vì chỗ này mà thầy đâu dám xen vô. Đức thầy nói ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng, xử mà phân nữa. Lần thứ ba nữa là thầy về để mà lãnh cái sứ mạng trời thâu ông Nam Chèo, để cho 18 nước phục tùng nước Nam. Đây là rõ ràng đây là cái cơ trời nha. Bởi tại sao thầy nói thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho thắt thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Tại sao phải thâu Năm Chèo? Vì ông Năm Chèo á, 18 nước còn bó tay với ổng, ổng phun lửa tới tới đâu trái tiêu diệt tới đó, tới chừng đó 18 nước bó tay thì lúc đó thầy mới thị hiện về thâu Năm Chèo. Đức thầy mới đi khẳng định là đi trên mặt nước á, đi ngay lại tàu hạm đội của Nhật á, là Mỹ rồi các nước á, nó vô tới ngay trong phủ thờ ông ba đó, chứ không phải nói thường đâu. Đó chuyện đó là thầy đi trên nước thì thầy đi ngay lại à. Thầy hỏi nó bây giờ mấy ông chị ông Nam Chèo à, có nghĩa là không kịp, không nổi. Thì mấy ông đứng qua một bên đi. Lúc đó đó là ông Nam Chèo ông lặn rồi nha. Ông lặn trở lại rồi cái dàn nao cũ rồi thầy mới dùng cái thần thông. Có nghĩa là thầy dùng cái thần thông thầy thâu ông lên.
Tới chừng đó rồi thầy mới khâu ổng lại là quá ra là con Lăng Mã. Lúc thầy mới cởi lạng trên mặt nước rồi thầy bay qua vòng rồi thầy mới hỏi lại, có nghĩa là bởi cái ý đề mà thầy nói cũ cũ y nhiên tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục. Thầy nói tiếng nói một 18 nước đầu hàng là vì sao? Vì thầy thâu phục ông Nam Chèo thành Lăng Mã rồi. Đức thầy mới nói có nghĩa là 18 nước lại cúi mình là dỗ đầu con nghiệt thú này nè, mà nó cúi đầu xuống thì thầy dân xá đầu hàng nè, nó khỏi đánh. Mà 18 nước lúc đó là bó tay ông Nam Chèo làm sao mà dám lợi, bởi vì chỗ đó mà hôm nay đó là Tư Hoàng chia sẻ chỗ này nè, mà có nghĩa là Thưa sư huynh ơi, cái thời kỳ này mình nói thiên cơ nó có hợp không hay là chỉ nói cúng lại hả sư huynh? lúc này là mình nói về cơ pháp cúng lại, đây là bổn phận của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, đây là bổn phận mình phải cúng lại rồi, cúng lại là cúng lại, nhưng cái cơ pháp lúc này là phải bài thay, vì đức thầy đó khẳng định là cho phép mình là bằng với luận đặng coi chân lý lậu cơ trời thiên ý bày ra. Đối cống quá lòng lộ giải rằng đây là đúng cái thật kỳ này chứ huynh. Thì vừa qua hiền đệ hỏi một mệnh đề hai câu của Đức Phật Thầy, ngài đã tiên tri là xong tiền mỹ thuận bắc cầu thì là núi cấm quá lầu nay mai, thì coi như để hỏi coi đúng chu kỳ này chưa, đây là xác thật rõ ràng, nó trắng như ban ngày, tại vì là lời thời kỳ của Đức Phật Thầy tiên tri đó là 1800 nha, mà hôm nay coi như mà lúc đó thì cái cầu Mỹ Thuận nó chưa có bắc, nó cái xong tiền cầu Mỹ Thuận nó chưa có bắc, mà thậm chí mình cũng đâu có biết nó có bắc hay là không. Nhưng mà bây giờ mình thấy thực tế có nghĩa Mỹ Thuận bây giờ nó bắt thêm cây nữa là 2 cây rồi. Đây là nó kết thúc rõ ràng là xong tiền Mỹ Thuận bắt cầu. Thì là núi cấm quá lầu năm mai, thì coi như là hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ, đây là lời tiên tri của Phật Thầy đã khẳng định rồi. Có nghĩa là cái xong tiền Mỹ Thuận bắt cái cầu rồi đó, thì mình thấy rõ ràng giờ xác thực rồi. Rồi, bắt đầu thì xong cái cầu Mỹ Thuận thì Phật Thầy ngài đã nói núi cấm quá lầu. Rõ ràng là nó xác thực chứ bên ngài đây là có nghĩa là cũng như lời tiên tri của thầy ba tiếng sấm rền vàng lộ vẻ các chư hầu vu nhau giành xé, thì vậy vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác Tư Hoàng xin mà để mà đưa lên một cái ý đề này trong cái bài Thiên Lý Ca xác thực rõ ràng đây là lời tiên tri của thầy, để mà Tư Hoàng xin nhắc lại về trong cái chỗ này là trong cái mệnh đề cái bài Thiên Lý Ca trong đó nó có mấy cái bài đó là thầy đã lộ cơ pháp đó, có nghĩa là đến năm Thân Dậu tay đầy sấm vang. Có chỗ thầy nói đến Thân Dậu thánh thần náo động thảm cho trần nhà trống ruộng quan, hoặc là đến Thân Dậu cơ trời thấy lộ. Đây là rõ ràng là ba cái đề này là ba cái mệnh đề này là xác thực rõ ràng là cái năm Thân Dậu rồi, thành thử ra từ đây mà mẹo thành tỷ ngọ mùi Thân Dậu sát bên này. Có mẹ còn có mấy năm nữa đâu là núi đổ rồi. Đây là xác thực rõ ràng mà, tại vì Phật Thầy đó tiên tri là cầu Mỹ Thuận mà bây giờ nó đã có rồi, thì bây giờ tới núi Cánh thì rõ ràng đây là nó sát bên đích rồi. Xin thưa với cô bác huynh đệ mình trong nước ngoài nước nha, ráng tu ráng làm hiền đi cho để mà núi nổ rồi mình tu không kịp mà không còn gì nữa để tu thức tỉnh được, vì thầy đã khẳng định đến chừng sấm nổ gian tinh em bá tánh năng năng đã muộn rồi. Mà hôm nay lời tiên tri của Đức Phật Thầy rõ ràng rồi, thì cầu Mỹ Thuận xong rồi là tới núi Cấm rồi. Xin thưa với cô bác mà thầy đã báo tin cho biết là có nghĩa là cái năm tháng ngày giờ là có nghĩa là cái núi đổ luôn đó. Nhưng mà chẳng qua thầy không có để dụ tháng mấy ngày mấy thôi, chứ thầy nói cái sự thầy diễn qua cái lý không à, mà trong cái bài Thiên Lý Ca thầy nói xác thực rõ ràng nha. Ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, chích chiêu giọng khỉ ngó qua vườn, tại sao mày thầy đưa hai cái mà mấy câu thơ tứ tiệt nghịch độc này mà tại sao mà thầy nói gà con gà mẹ, thay vì thầy nói cái đến Thân Dậu là mình cũng biết là, hoặc là đến năm Thân Dậu tay đầy sấm vang mình cũng biết rồi, mà tại tại sao mà thầy đưa ra 4 câu thơ tứ tiệt nghịch động, có nghĩa là o ó tiếng gà coi nguyệt cảnh, chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường. O ó tiếng gà là có nghĩa là đại ý thầy nói năm coi nguyệt cảnh có nó lộ ra rồi đó, anh thử mình mới coi được, còn coi mà không thấy gì làm sao mình coi. Rồi chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường là thầy nói con gà con, chích chiêu là con gà con, đại ý thầy nói tháng ở đây. Tư Hoàng dám khẳng định cái chỗ này rõ ràng nè, đây là thầy nói tháng năm, nhưng mà thầy không có nói là tháng 8, tháng 9, tháng 10, nhưng mà lời tiên tri của Đức Khổng Thánh, Đức Thánh ngài có lộ ra cái ngày
Thế Hoàng cũng xin nhắc lại thôi nha, Đức Khổng Thánh Ngài nói là lời của Đức Cha này là, Ngài nói là con mùa thu cúc nở bữa rằm. Sao Ngài không nói mùa xuân, mùa hạ, mùa đông mà Ngài nói mùa thu? Thường thường trung thu, mùa thu là tháng 8. Cúc nở bữa rằm mà Ngài nói cho nhấn luôn là cái ngày rằm luôn đó nha. Còn câu sau nữa Thầy nói trăng tròn thiếu một thì ta xuống hầm. Trăng tròn là 16, thiếu một là có nghĩa là thiếu một là 15. Ngài muốn nhấn lại ngay cái ngày rằm nữa đó. Mà Thầy thì không có hé lộ, Thầy chỉ nói tháng thôi nghe đây xin thưa nghe. Có nghĩa là chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường. Là Thầy nói rõ ràng là tháng năm rồi. Ô ó tiếng gà là con gà mẹ là Thầy nói năm. Rồi chích chiêu làm gà con là Thầy nói tháng. Mày ngó qua giường chích chiêu giọng khỉ ngó qua giường mà ngó vậy không thấy, không có cái giường sao ngó. Vì vậy mà hôm nay xin thưa đây là Tư Hòa xin nhắc lại là khẳng định Đức Thầy là khẳng định là đến năm Thân Dậu tay đầy sấm giang nè. Mà sấm giang thì lộ bản vàng, chư du thế giới khắp tràn tới thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, cũng ham của báo ly kỳ máu rơi. Mà chiếc này ly kỳ này đó nè, xin thưa à, mà cái dụng bảy núi mà ly kỳ rồi, Đức Thầy nói là thay nằm bằng non nè, máu chảy thành sông. Còn cái ly kỳ mà là cơn bão năm 97 đó là cái đó là Thầy cũng nói chết nha, chết mà tàu đánh cá chết không nè. Đức Thầy đã khẳng định rồi, rõ ràng là xác thực, là có nghĩa bây giờ giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Thì cơn bão 97, cơn bão số 5 năm 97, tàu đánh cá chết rồi cả 10.000 chứ không biết. Tại vì ở trên này bão số 5 ở trên này đưa xuống thì tàu mới nấp vô mấy cái đảo. Rồi bắt đầu ông đi xuống tới Cà Mau, ông vét về cái đường gạch giá, ông đưa lên cái thành tử tàu đánh cá chìm là tiêu diệt hết. Từ đó mà Thầy nói là bây giờ giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong là năm 97 đó. Rồi bây giờ ly kỳ năm non nè, cái ly kỳ này, cái trận này là có nghĩa là không, cũng không còn nữa, máu chảy thành sông mà thấy nằm bằng non. Vì vậy mà Tư Hoàng xin thưa với cô bác huynh đệ mình, ráng nha, ráng chiến này chỉ có làm hiền niệm Phật đi cô bác ơi, chứ không còn gì nữa nói đâu. Vì chiến tranh đệ tam thế chiến nó bùng lên rồi. Chẳng qua mình không thấy không hay mình lưỡng lự là chẳng qua mình thiếu cái duyên với Phật Pháp, hoặc là mình không có cái sự mà tra cứu kinh Pháp từ chỗ này mình không thấy. Còn nếu xin lỗi mà nói, nếu cái hữu hình bên ngoài thôi, mình nhìn biển Trung Đông bây giờ nó đánh với nhau mình cũng biết rõ ràng. Vì có nghĩa cái màn ba này là đệ tam thế chiến này, màn ba màn là màn một là Trung Đông, màn hai biển Đông, màn ba là Thất Sơn Mầu Nhiệm, là cái vùng bảy núi này, là kết thúc chiến tranh là nó không còn nữa. Vì vậy mà hôm nay đó Tư Hoàng xin thưa với cô bác huynh đệ đi nha, ráng đi kết vừa chiến tranh mà còn phải vừa có nghĩa là địa tiên với thiên tiên là đấu phép với nhau à, chứ không phải nói đơn giản đâu. Đức Sư Giải Bán Khoai Ngài đã khẳng định rõ ràng là có nghĩa là Đào Lư công chúa, Thổi Ba công chúa, Ngũ Long công chúa, chiến này nó thể hiện lên á, mà Đức Sư Giải Ngài còn nói là quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta đó, chứ không phải nói thường. Nó quá đủ thứ vì nó có thần thông ngũ thông, thành thử Đức Thầy mới khẳng định trở lại là phong thần tái thế. Phong thần là bằng phép màu không à, tới chừng đó không còn súng, không còn nổ nữa. Vì vậy mà hôm nay thôi, trước khi dứt lời, Tư Sư Hoàng xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, chiến này ráng làm hiền, ráng tu, ráng niệm Phật đi cô bác ơi, không còn gì nữa để nói. Trước khi dứt lời, Tư Hoàng cũng chúc cho cô bác huynh đệ mình được nhiều sức khỏe và tu hành, ráng tu hành để mà trễ chiến đò này thì mình không biết còn là sao, là để làm người trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.